Song Hye Kyo, Hyun Bin, cặp đôi phim giả tình thật đẹp nhất xứ Hàn, cái chết toàn vì tiểu tam. Song Hye Kyo và Hyun Bin là hai ngôi sao lớn của làng giải trí Hàn Quốc. Hiện, Hyun Bin đang hạnh phúc cùng chị đẹp Song Ye Jin, còn Song Hye Kyo vẫn đang là nàng ngọc nữ đắt giá nhất màn ảnh xứ Kim Chi với mức cát xê cao ngất ngưỡng. Thế nhưng ít ai biết, hơn 10 năm trước, hai ngôi sao lớn từng là cặp đôi phim giả tình thật đẹp nhất xứ Hàn, nên duyên từ một bộ phim ngập tràn cảnh hôn. Việc cặp đôi chia tay từng khiến không ít người hâm mộ ngậm ngùi tiếc nuối. Song Hye Kyo từng đóng cặp với Hyun Bin trong bộ phim truyền hình Thế giới họ đang sống, sản xuất năm 2008. Cặp đôi một thời không hề yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Hyun Bin từng chia sẻ rằng ban đầu anh không có ấn tượng nhiều với Song Hye Kyo, nhưng nam diễn viên dần bị thu hút trước tính cách dễ gần của người đẹp trong quá trình hợp tác đóng phim. Trong Thế giới họ đang sống, Song Hye Kyo và Hyun Bin phải đóng rất nhiều cảnh hôn. Hyun Bin từng tiết lộ tần suất hôn trên màn ảnh của anh và người đẹp họ Song khiến mọi người xung quanh cầu xin hai người đừng hôn nhau nữa vì hôn gì mà lắm thế. Khi xem lại phim mình đóng, nam tài tử cũng phải gật gù công nhận cả hai hôn nhau quá nhiều. Có lẽ vì liên tục thực hiện những cảnh quay mùi mẫn, Song Hye Kyo, Hyun Bin dần nảy sinh tình cảm. Sau khi Thế giới họ đang sống đóng máy, cả hai ngôi sao vẫn giữ liên lạc với nhau. Thời gian ngắn sau đó, họ nhận ra sự quan tâm đặc biệt dành cho đối phương và quyết định vượt quá ranh giới tình bạn. Tháng 8 năm 2009, Song Hye Kyo, Hyun Bin công khai hẹn hò, trở thành một trong những cặp đôi phim giả tình thật đẹp nhất châu Á ở thời điểm đó. Tuy nhiên, sau khi công khai tình cảm, Song Hye Kyo và Hyun Bin không lộ bất cứ hình ảnh chụp chung nào. Điều này khiến netizen nghi ngờ hai ngôi sao chỉ giả vờ yêu đương nhằm tuyên truyền cho tác phẩm Thế giới họ đang sống. Khi có cơ hội cùng tham dự hoạt động quảng bá cho bộ phim, chỉ có một mình Hyun Bin tham dự, còn Song Hye Kyo đã vắng mặt vì lý do đột xuất. Nhiều netizen còn có lý do để khẳng định cặp đôi chỉ là giả vờ yêu đương, tìm cách tránh né nhau vì vốn dĩ giữa hai người không hề có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin trong giới tiết lộ Song Hye Kyo và Hyun Bin yêu nhau một cách lặng lẽ, không ồn ào, phô trương. Trong thời gian mỹ nhân họ Song quay phim ở Trung Quốc, Hyun Bin cử trợ lý sang quốc gia tỷ dân này thay mình chăm sóc bạn gái. Hàng ngày, nam diễn viên gọi điện cho Song Hye Kyo chỉ để nghe được giọng nói của người yêu. Tuy nhiên, công chúng phần chỉ thường nhìn vào những hình ảnh mà họ thấy để đánh giá, phán xét giữa cuộc tình giữa Song Hye Kyo và Hyun Bin. Hai ngôi sao liên tục vướng vào tin đồn chia tay trong 2 năm hẹn hò ngắn ngủi. Thậm chí, số lần cặp đôi bị đột tan vỡ còn nhiều hơn hẳn số lần họ nhắc về nhau trong các bài phỏng vấn. Từ những gì mà công chúng thấy, Song Hye Kyo, Hyun Bin chưa từng xuất hiện cùng nhau trong những dịp quan trọng. Đơn cử là hôm diễn ra đám cưới thế kỷ của cặp sao hạng A, Jang Dong-gun, Go Seo-yeon. Hyun Bin có mặt nhưng Song Hye Kyo thì không. Thông tin khiến nhiều người ngạc nhiên bởi mỹ nhân họ Song có mối quan hệ rất thân thiết với Jang Dong-gun, Go Seo-yeon. Hơn nữa, lịch quay của Nhất Đại Tông Sư, tác phẩm mà Song Hye Kyo tham gia lúc đó cũng không quá dày đặc, nên mỹ nhân họ Song hoàn toàn có thể thu xếp thời gian để đến tham dự hôn lễ. Khi thu muộn công chiếu tại Hàn Quốc, hồi đầu năm 2011, Song Hye Kyo tiếp tục gây xôn xao khi không xuất hiện ủng hộ phim mới của bạn trai. Hàng loạt tin đồn Song Hye Kyo, Hyun Bin chia tay xuất hiện trong năm 2010 khiến người hâm mộ của cặp đôi luôn cảm thấy bất an. Thêm vào đó, thông tin Hyun Bin chính thức lên đường nhập ngũ vào tháng 3 năm 2011 cũng khiến nhiều người lo lắng cho tương lai của cặp đôi. Được biết, không ít cặp đôi K-pop đã tan vỡ về việc nhập ngũ của nam nghệ sĩ. Nỗi lo của người hâm mộ cuối cùng đã trở thành sự thật. Vào hôm 8 tháng 3 năm 2011, Song Hye Kyo, Hyun Bin chính thức tuyên bố được ai nấy đi chỉ đúng sau một ngày khi nam diễn viên lên đường nhập ngũ. Sau đó không lâu, đại hoa đáng Thang Duy bất ngờ vướng tin đồn là người thứ ba xen vào giữa Song Hye Kyo, Hyun Bin. Theo tin đồn này, nam tài tử đã nảy sinh tình cảm với Thang Duy khi cùng nhau hợp tác trong tác phẩm Thu Muộn năm 2010. Tháng 4 năm 2011, Thang Duy tới Hàn Quốc đúng thời điểm Hyun Bin có kỳ nghỉ phép đầu tiên kể từ khi nhập ngũ. Có nguồn tin cho hay, mỹ nhân sắc giới đã đến Hàn để hẹn hò bí mật với Hyun Bin. Tuy nhiên, đại diện hai bên đã ra sức phủ nhận tin đồn Thang Duy là tiểu tam xen vào cuộc tình giữa Hyun Bin và Song Hye Kyo. Phía Thang Duy cho hay, cô đến Hàn để tuyên truyền phim và quay quảng cáo. Trong khi đó, Hyun Bin khẳng định đã dành thời gian nghỉ phép ở bên gia đình, người thân, không hề có chuyện lén lút gặp gỡ Thang Duy như tin đồn. Chưa dừng lại ở đó, Song Hye Kyo cũng vướng vào tin đồn nảy sinh tình cảm với nam thần khác, trong khi vẫn còn đang hẹn hò Hyun Bin. Theo Shina, tam thần xuất hiện trong tin đồn nói trên chính là Jo In-sung. Nguồn tin cho hay, Song Hye Kyo và Jo In-sung từng hợp tác trong một dự án. Sau đó tình cảm của cả hai phát triển và mỹ nhân họ Song đã đá Hyun Bin để theo tình mới. Tuy nhiên, không ít netizen cho rằng tin đồn này có thể là không chính xác. Lật lại hồ sơ, Song Hye Kyo, Jo In-sung hợp tác đóng phim Gió mùa đông năm ấy trong giai đoạn 2012-2013. Trong khi đó, mỹ nhân sinh năm 1981 đã chia tay Hyun Bin từ hồi năm 2011. Hai mốc thời gian hoàn toàn không khớp nhau, nên có thể Jo In-sung không hề chen vào giữa cặp đôi Thế giới họ đang sống như tin đồn. Hơn nữa, lật lại những dòng tin nhắn cuối cùng mà Song Hye Kyo, Hyun Bin trao đổi với nhau, có thể thấy dường như cặp đôi chia tay trong êm đẹp. Cụ thể, trong tin nhắn cuối cùng gửi cho bạn trai cũ, vào hôm 7 tháng 3 năm 2011, mỹ nhân họ Song bày tỏ,
anh hãy giữ mình và sống thật tốt nhé. Và Hyun Bin đã nhắn nhủ lại cô rằng, cảm ơn em và thật lòng xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Có thể nói, những dòng tin nhắn này đã gián tiếp phủ nhận những tin đồn về người thứ ba chen chân vào cặp đôi thế giới họ đang sống. Tại thời điểm đó, phía Song Hye Kyo đã chỉ ra hai nguyên nhân chính khiến chuyện giữa cô và Hyun Bin tan dở. Đó chính là lịch trình bận rộn và áp lực quá lớn từ công chúng. Hyun Bin và Song Hye Kyo đều có lịch trình kín mít, chính vì thế mà thời gian dành cho nhau gần như không có. Bên cạnh đó, trong giai đoạn còn hẹn hò, họ đã phải đối mặt với rất nhiều tin đồn rạn nứt và sự dò xét quá đà từ công chúng. Những điều này khiến cặp đôi cảm thấy khá ngột ngạt. Không ít netizen cho rằng hai ngôi sao yêu nhau chưa đủ sâu nên không thể chiến thắng những cái thử thách liên quan tới khoảng cách địa lý, sức ép từ dư luận. Sau gần 10 năm, cả Song Hye Kyo và Hyun Bin đều đã trải qua những cuộc tình khác. Trong đó, mỹ nhân họ Song thậm chí còn phải nếm trải không ít nỗi buồn từ cuộc hôn nhân thất bại với mỹ nam hậu duệ mặt trời Song Joong Ki. Còn Hyun Bin hiện đang yêu nhau thắm thiết với minh tinh Hà Cánh Nơi Anh. Hiện các fan hâm mộ đều mong cặp đôi sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc và ngày càng thành công trong sự nghiệp.